Ngày 29 tháng 7, ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, đang giao công an xã này khẩn trương làm việc với các bên liên quan, làm rõ để có biện pháp xử lý đối với vụ việc cháu A 3 tuổi ở tỉnh Bình Phước, theo gia đình đến du lịch tại Nhân Lý, thì bị chó cắn ở vùng cổ mặt phải khâu 35 mũi. Theo bác sĩ Nguyễn Võ Huyền Trân, Bệnh viện Đa khoa Thu Phúc, khi tiếp nhận cháu A, trên vùng cằm, môi có rất nhiều vết thương khá sâu, kích thước từ 4 đến 6cm, có vết thương ở cằm dài 8cm. Ngay lập tức kiếp trực tổ chức sát khuẩn, cắt lọc và khâu gọn các vết thương để xử lý thuốc và tiêm phòng nhiễm trùng. Hiện sức khỏe của cháu đã ổn định, giảm sốt nhưng vết thương còn mủ nên chưa thể xuất viện. Anh H, 32 tuổi, cha cháu A cho biết, chiều ngày 27 tháng 7, gia đình anh rời eo gió đến con đường đá xanh ở giữa làng chài xã Nhân Lý để đi bộ ngắm tranh bích họa, thì bất ngờ trong hẻm có một con chó nhảy sọc ra cắn vào cổ con anh. Liên quan tới việc thu chi công đức của chùa Ba Vàng ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí cho biết, chùa Ba Vàng vừa có công văn báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí về việc thu chi tiền công đức tài trợ cho di tích vào hoạt động lễ hội. Theo đó, chùa Ba Vàng cho biết, ngày 24 tháng 7, nhà chùa mới nhận được công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí yêu cầu về việc báo cáo quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa đình chùa trên địa bàn thành phố Uông Bí. Căn cứ vào công văn trên và thông tư số 04 năm 2023 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 3 năm 2023 về hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội không điều chỉnh quản lý thu chi tiền công đức tài trợ cho hoạt động tôn giáo và công văn số 62 ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc thực hiện thông tư 04, chùa Ba Vàng thực hiện báo cáo tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội kể từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 theo đúng quy định. Theo đó, tổng thu tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội của chùa Ba Vàng trong thời gian trên là hơn 4,1 tỷ đồng và tổng chi cũng bằng số tiền này. Ngày 29 tháng 7, lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, khoảng hơn 1 giờ cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang gồm hàng chục cảnh sát cơ động, hình sự, giao thông đã chặn dừng các phương tiện qua lại trên cầu Rạch Miễu để vây bắt nhóm người đi trên các ô tô có nhiều nghi vấn. Nhiều người trên 6 ô tô bỏ xe chạy bộ nhưng đã bị bắt lại, trong đó đã bắt giữ được 31 người từ 25 đến 35 tuổi. Lực lượng thu giữ nhiều tang vật như súng, hiện chưa rõ loại, dao bấm, bình xịt hơi cay. Bước đầu, nhóm này khai đi giải quyết mâu thuẫn. Khi đang trên đường về Bến Tre thì bị bắt giữ. Ngày 29 tháng 7, tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Tối ngày 28 tháng 7, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Thanh Xuân kiểm tra đột xuất căn nhà số 21 thuộc khu tập thể X16 Bộ Công an trong ngõ 93 đường Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, phát hiện gần 200 bình khí N2O các loại và nhiều trang thiết bị sang chiết. Tại thời điểm trên, lực lượng bắt quả tang Trần Quốc Anh, sinh năm 1990, trú tại tỉnh Thanh Hóa, đang sang chiết khí N2O từ các bình 40kg sang các bình 5kg và 10kg để giao cho khách. Thống kê có 136 bình khí N2O trọng lượng 5kg, 10kg và 51 bình trọng lượng 40kg. Đây là vụ thu giữ số lượng bình khí N2O trái phép lớn nhất từ đầu năm đến nay do đơn vị phát hiện. Làm việc với cơ quan chức năng, Trần Quốc Anh không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp cũng như giấy phép kinh doanh hóa chất theo quy định. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 30 triệu đồng. Lực lượng cũng thu giữ nhiều vali, ba lô loại lớn, đồng phục của các hãng xe công nghệ là vật dụng được nhóm đối tượng ngụy trang cho các bình khí cười để đi giao hàng. Số bình khí này chủ yếu được bán cho các đối tượng sử dụng tại nhà riêng tại Hà Nội thông qua mạng xã hội. Giá trung bình được Trần Quốc Anh bán từ 300 đến 500 ngàn đồng một bình, từ 5 đến 10 kg. Ngày 29 tháng 7, Ban Quản lý Dự án Thăng Long đã có báo cáo nhanh tình hình ngập trên tuyến đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, khiến xe cộ bị ùn tắc kéo dài. Theo đánh giá, nguyên nhân xảy ra sự việc là do lượng mưa lớn liên tục, nước từ hạ lưu không thoát kịp, chảy ngược lại phía thượng lưu, rồi tràn ra đường cao tốc gây ngập cục bộ. Tại khu vực hạ lưu cống km 25 cộng 419 có mương suối hiện hữu,
ngoài phạm vi dự án thoát nước ra cầu sông Phan. Hiện khu vực tỉnh Bình Thuận vẫn đang tiếp tục có mưa lớn, nhiều tài xế lo ngại tình trạng ngập lụt tương tự sẽ tiếp diễn. Theo ghi nhận, khu vực bị ngập có địa hình lòng chảo, nằm giữa hai triền đồi. Khi mưa lớn, nước từ ba hướng từ huyện Tánh Linh, quốc lộ 55 và huyện Hàm Thuận Nam đổ dồn xuống khu vực km 25 của cao tốc. Để khắc phục triệt để tình trạng ngập trong thời gian tới, Ban Quản lý Dự án Thăng Long đã yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế và các bên liên quan có mặt tại hiện trường trước 8 giờ ngày 30 tháng 7 để cùng kiểm tra, tìm giải pháp khắc phục. Ngày 29 tháng 7, ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết vừa đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập đoàn liên ngành thanh tra toàn diện dự án nuôi cấy mô Sâm Ngọc Linh và các hoạt động của công ty cổ phần rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum nhằm bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, người tiêu dùng và thương hiệu Sâm Ngọc Linh. Trước đó, ngày 5 tháng 1, báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh Ủy ban Nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã thu hồi giấy xác nhận ngày 30 tháng 5 năm 2022 có nội dung công ty cổ phần rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum, đơn vị thành viên của công ty cổ phần tập đoàn y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam đã và đang sản xuất giống, trồng, bảo vệ, bảo tồn và khai thác cây Sâm Ngọc Linh vì văn bản ban hành chưa đúng quy trình và chưa có cơ sở để khẳng định có khai thác cây Sâm Ngọc Linh. Đáng nói, dù giấy xác nhận bị thu hồi đã lâu, nhưng vừa qua, công ty cổ phần tập đoàn y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam lại dùng giấy nói trên để đưa vào hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe lên Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Công ty còn đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện khẳng định đơn vị này đã và đang sản xuất kinh doanh, nuôi trồng, bảo tồn, bảo vệ nguồn gen Sâm Ngọc Linh. Nhưng khi đoàn địa phương vào làm việc để giải quyết kiến nghị theo đề nghị, thì doanh nghiệp không cung cấp được hợp đồng mua bán sâm, danh sách các hộ dân liên kết trồng sâm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra nổ súng làm hai người bị thương vào tối ngày 28 tháng 7. Theo đó, khuya ngày 28 tháng 7, một vụ nổ súng xảy ra tại nhà dân ở khu phố 7. Tại hiện trường, người dân phát hiện hai nạn nhân là hai cha con bị trúng đạn nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích nặng, một người được chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Theo người dân, trước khi xảy ra vụ nổ súng, một người đàn ông đến gia đình hai nạn nhân và giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn to tiếng. Hai nạn nhân bị trúng nhiều phát đạn. Một khẩu súng tự chế cũng được tìm thấy tại hiện trường. Ngày 29 tháng 7, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Hoàng Sa, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế, và kỷ luật cảnh cáo ông Trần Quang Khóa, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh này. Ông Nguyễn Hoàng Sa bị kỷ luật do trong thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế có nhiều khuyết điểm vi phạm trong công tác tham mưu Giám đốc Sở này, chỉ đạo thực hiện mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị y tế năm 2020. Ông Trần Quang Khóa bị kỷ luật do có vi phạm khuyết điểm trong tham mưu, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19. Qua điều tra xác định, Sở Y tế tỉnh Cà Mau mua kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á cao hơn so với chi phí sản xuất, dẫn đến thiệt hại khoảng 9 tỷ đồng. Còn CDC Cà Mau mua kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á cao hơn so với giá chi phí sản xuất, gây thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.